Công ty ẩm thực Anh Nguyễn, công ty Anh Nguyễn xin trọng kính chào đến cả các bác, anh chị, các bạn và các em nha. Hôm nay Anh Nguyễn rất vui mừng được test 3 chiếc băng số của gửi cho các bác có thể xem đây. Thứ nhất là Bắc Lực ở Hà Nội, thứ hai là Bắc Hải ở Nghệ An, thứ ba là Bắc Lâm ở Bình Định. Bác Lực và bác Lâm cùng lấy một chiếc vang BOCGX16 phiên bản mới nhất được cập nhật từ công ty ẩm thực Anh Nguyễn. Thì đây, chiếc vang này là chiếc vang nó cho lời ca ý nhạc hết sức là hay, tiếng mic phiêu nhẹ, hút mic và dễ hát. Và chiếc vang thứ hai là anh test cho bác Hải ở Nghệ An, bác ấy lấy một chiếc vang Shiso S510 thì bác đánh một loa BV450 là loa bãi hãng và đôi loa EV, anh Nguyễn đã combo bác đầy đủ. Và chiếc mic này, mic VT bác Hải chú ý là bác để em ở chế độ 28 này, vun này 28 kênh ngang 28 và em đặt cho bác 4 chế độ, chế độ 1 là Eco Reverb, chế độ 2 là Reverb, chế độ 3 như chế độ M1, chế độ 4 là cổng quang. Đấy. Đây là các chế độ em đã áp xong rất kỹ lưỡng bằng trực tiếp mic và đúng câu hình đôi loa vậy. Và bác khi đánh mà để em đẩy 3 giờ nhá, đẩy 3 giờ này. Đấy. Đây đẩy 3 giờ, đây chính là volume nhỏ của nhạc.